các bạn. Hôm nay mình sẽ dạy con bơ này ngồi, nằm, bắt tay, bàn chéo, rồi mang vật lạ, rồi quăng đi định nó lượm lại cho mình bằng các hiệu lệnh. Bây giờ là mình đạt tới trình độ là không cần phải lá hét như clip trước nữa. Các bạn chú ý theo dõi nha. Ngồi xuống. Rồi, nằm xuống. Rồi, bắt tay. Rồi, bắt tay. Rồi, bàn chéo. Bàn chéo. Bàn chéo. Bàn chéo. Rồi, giỏi, giỏi quá Bưng. Giỏi quá. Nhìn. Cấm, cấm nhìn. Lấm nhịt. Lấm nhịt kia. Lấm cũng nhịt. Lấm nó đây. Rồi, đây. Đây bơ. Lấm nhịt. Đây. Rồi, giỏi lắm. Bơ giỏi, giỏi. Lấm nhịt. Rồi, giỏi lắm bơ. Nó còn chưa luyện lắm. Bây giờ mình sẽ huấn luyện nó thành pitbull. Đây, mình sẽ huấn luyện nó thành pitbull. Đấy các bạn, huấn luyện nó răng nó khỏe như pitbull, ốm ốm nhưng mà rất là khỏe. Đúng rồi, dở lưng nè, dở luôn đó, nó là pitbull luôn, dở luôn. Để thấy chưa, nó sẽ thành pitbull liền. Đây là cách huấn luyện chó búp thành pitbull, các bạn chú ý. Đây là con chó búp có hàm răng khỏe như thế giới, nó khả năng chịu đựng rất là cao. Đó, nó rất là khỏe. Các bạn thấy mình luyện huấn luyện chó chưa? Đó, mình đã huấn luyện nó thành chó chiến. Chó này vài bữa là sẽ đi thi đấu quốc tế nè. Đây là trong những loại chó mà khỏe nhất, nó an toàn là roya rồi những thực phẩm cao cấp, uống chất bổ nên răng nó rất là khỏe. Được chị ghẻ tận gốc nữa, mới tắm trà xanh cho nó mà thơm tho. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu thấy hay thì nhớ like và chia sẻ ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.